Trung tâm Hiền Miu xin chào toàn thể quý khán giả anh em. Quay trở lại video clip của buổi tối ngày hôm nay. Thì cũng sắp kết thúc ngày những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 rồi. Thì cái nhu cầu mua sắm của anh em lại liên tục điện alo cho Hiền Miu. Và cũng muốn Hiền Miu hôm đó cũng có lên sóng liếc qua một chút về hệ thống Line Azay với anh em vừa về. Thì cũng rất nhiều anh em mà muốn Hiền Miu lên sóng để tiếp thị giới thiệu cho anh em và cái dàn Line Azay JB đỉnh cao này. Thì hôm nay thì Miu dành một chút thời gian để tiếp thị giới thiệu tới anh em về dàn Line Azay chuyên nghiệp đỉnh cao nhất Việt Nam này, hiếm gặp trên thị trường này. Xin phép tiếp thị giới thiệu về phần thông số kỹ thuật, tính năng công dụng của dàn Azay này để tiếp thị giới thiệu tới anh em nhá. Thì nói về Line Azay thì là một trong những hệ thống dàn loa chuyên nghiệp nhất để phục vụ mục đích cho các không gian như nhà hàng, khách sạn, quán bar, phòng trà và những không gian biệt thự đỉnh cao anh em nhá. Anh em nào mà có diện tích không gian mở chơi bộ này thì đỉnh cao luôn. Tức là các nhà vườn biệt thự lớn hoặc là các quán cà phê hát nhau nghe hoặc quán bar mini đỉnh cao thì sử dụng bộ này thì quá hợp lý luôn. Thì hôm nay Miu về là tổng cho anh em là 5 cặp tay Line Azay đỉnh cao. 5 cặp thì Miu xếp tạm lên kia là 3 cặp và để 2 cặp ở dưới này để giới thiệu tới anh em. Và kết hợp với sự đồng bộ này thì là một cặp súp 50 và một cặp súp 40. Thì Miu sẽ cận cảnh chi tiết giới thiệu tới anh em từ về phần loa Line Azay, tức là phần loa trước, và súp sẽ giới thiệu sau. Thì cũng lên sóng để anh em nắm được về phần thông số kỹ thuật nó. Thì đối với một chiếc Line Azay này, thì anh em nhìn đấy, Line Azay này, đây là thiết kế của loa. Thì đối với loa này thì anh em nhìn trước sau đấy, trước sau đấy. Đây là phần mặt trước. Loa có thể đặt nằm như này nằm hoặc đặt đứng tùy, nhưng riêng Line Azay thì anh em đặt nằm như này là chuẩn nhất. Và combo này nó còn một cái hệ thống treo của nó nữa. Treo thì lúc đó súp sẽ đặt đất, còn treo ngược ôm cua là quả súp 40 này treo ngược lên trần anh em nhá. Thì còn hệ thống 5 tay dây Line Azay này sẽ treo rớt xuống đấy, có một hệ thống thanh rằng để treo chuyên nghiệp thì nó sẽ tạo cái sự chất. Và riêng Line Azay càng treo vị trí tầm độ 3-5 mét chiều cao ấy, thì rất hợp lý đấy. Treo dốc xuống thì độ phủ nó còn khoảng 1,6 mét đổ xuống là thấp nhất, sau lên đấy. Ví dụ như treo ở cái vị trí cái biển kia dốc xuống thì 5 tay dốc xuống thì độ phủ càng anh em muốn càng xa thì treo cao lên. Thì về thiết kế của chiếc loa này, về phần kích thước trước anh em nhé, kích thước về phần chiều rộng em đặt như này thì em tính đây là chiều rộng anh em nhé. Chiều rộng là của nó là 230 mm, tức 23 cm. Về phần này là chiều cao này, đây em gọi nó là chiều cao. Chiều cao là 419 mm. Và chiều sâu em gọi đây, chiều sâu nó là 267 mm. Thiết kế Line Azay thì nó sẽ có hệ thống dây để nối liền nhau và các khớp nối của nó này tất cả còn nguyên bản đẹp anh em nhá. Về độ đẹp thì em không cần phải nói là vì những hàng này nó là hàng đỉnh cao. Về phần thông số kỹ thuật, về tên của loa thì thương hiệu đầu tiên là thương hiệu JBL. Thương hiệu JBL là một trong những top 5 đỉnh cao thế giới rồi. Và mã số sản phẩm là MG1928. Đời sản xuất Made in Mexico xịn sò. Có hai rắc cắm chuyên nghiệp biểu trích. Anh em cắm vào đâu cũng được. Một rắc vào, một rắc linh, tùy. Về trở kháng loa, thì trở kháng loa thì cái này nó sẽ chia ra là trở kháng loa bát là 8 ohm, trở kháng loa tép
là 16 ôm. Sau đây anh em mình sẽ đi vào phần thiết kế. Con này anh em có thể dựng chân cọc được, chân cọc được. Đấy. Và đời cao nhá, đời này MG1928. Anh em thường chỉ thấy đời V dưới thôi, nhưng đời này đời cao hơn cả V dưới. Hết số anh em nhá. Thì về phần thiết kế của nội dung của loa, anh em nhìn độ mới của loa. Đây là sẽ thiết kế là loa bass, loa bass. Thì đối với thiết kế của loa này thì nó là loa toàn giải hai way, tức là sẽ gồm có hệ thống bass check thôi, không thiết kế loa chung anh em nhá. Thì với loa bass sẽ sở hữu mã số là 2168H-1, trở kháng bass là 8 ohm. Anh em nhìn. Đời sản xuất made in Mexico, xịn sò. Loa bass sở hữu là bass 8 inch. 8 inch là tiếng Tây, còn anh em mình gọi tiếng Việt Nam là bass 20 nhá. Bass 20 nhưng sở hữu côn tơ lớn, họng từ neo. Côn là côn 76, côn 2 tầng. Quá khủng khiếp luôn. Côn 76, côn 2 tầng. Và phần thiết kế về phân tần nó đây. Phân tần của loa anh em nhìn thiết kế này. Quá khủng khiếp luôn. Về phần tép, loa tép sẽ sở hữu là hai loa tép, tép kép anh em nhá, hai tép neo là kép phân tần cùng luôn. Thì đối với công suất của loa, về phần công suất của loa thì sẽ là riêng một cái loa, một chiếc loa này, về thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đưa ra là công suất là đạt là 400W, trung bình 800 và cực đại lên đến 1600W. Quá khiếp luôn. Và bé nhưng bé hạt tiêu anh em nhá. Rất mạnh luôn. Và phần đáp tuyến của loa. Đáp tuyến của loa thì đối với dòng Lyre dây thì như dòng này chuyên về giải cao, nên là công suất của nó về giải của nó là từ 70 hẹt lên 20k đủ. Và phần trở kháng của loa bass là 8 ohm, trở kháng loa tép mà kép nó sở hữu nó đánh nối tiếp cho nên là nó sẽ là 16 ohm. Độ nhạy, quan trọng độ nhạy. Độ nhạy của loa là 122 dB, quá lớn luôn. Về phần góc phủ của nó là 100 độ nhân 15. Góc phủ nó rất rộng này. Đấy, phủ của loa rất rộng. Trọng lượng của loa là 12,7 kg anh em nhé. Nhắc lại để anh em nắm được. Về phần thiết kế của loa súp, đây là phần loa full, loa full. Tất cả em quay nét này để anh em nắm được là loa đẹp. Từ cái nước sơn, đấy, sơn đấy. Nguyên bản, xuất sắc đấy. Em về là không phải sơn xi một giọt nào, chỉ lau chùi thôi đấy. Hàng như ở mới, chưa dùng anh em nhé. Thì đối với loa súp, loa súp thì đây là một hệ thống loa súp đỉnh cao rồi. Loa súp này sẽ sở hữu một loa súp 50 và một đôi súp 40. Thì đối với súp này cũng là súp hết số đời cao luôn. Hết số đời cao. Quay để anh em nắm được. Súp của nó cũng là đời MG1918F. Đời sản xuất cũng made in Mexico City. Đời cao cấp Marquis Galaxy của JBL. Đối với loa bass thì cũng sẽ sở hữu là bass 50 anh em nhá. Thì mình chưa để mặt căng. Tất cả hàng này đẹp lung linh, nguyên bản, quá mới luôn. Đối với giá trị của một đôi súp này thì nếu giá mới của nó là 48 triệu là đối với đời V dưới một chiếc giá mới. Nhưng đối với đời MG này thì nó lại đắt hơn đời VCX anh em nhé. Đây là một đôi súp hết số kinh tầm. Đấy, giá của nó là 59 triệu một chiếc. Nên là nó đắt hơn đời VCX anh em nhé. Sở hữu đánh mạnh hơn, áp lực mạnh hơn. Công suất của loa súp sẽ đạt từ 800, 1600 và cực đại đến 3200W. Quá lớn luôn. Súp mạnh. Và đáp tuyến của loa súp 50 MG1918 này thì đáp tuyến của nó là giải rất sâu luôn, 31Hz lên đề, và giải sâu của nó, giải cao của nó là 220Hz, rất là sâu luôn. Còn đối với loa súp 40 cũng có thể là biến thể thành thể trung trầm anh em nhá. Như đây
lò sup 40 thì mã số của lò sup đây là MG1915M, cũng là Marquis Galaxy. Con này tháo bát ra khủng khiếp lắm anh em nhé. Cũng sở hữu là bát neo, bát neo, bát neo. Và đáp tuyến của nó là 35 hẹc lên đến 250 Hz. Cân nặng của một quả súp 50 dưới là 37 kg, còn súp trên là 26 kg anh em nhá. Xin phép thông báo thế. Thì đối với dàn Laia Zai này thì theo thiết kế của nhà sản xuất là sẽ thiết kế là đặt đôi súp ở dưới này, và cái hệ thống Laia Zai này sẽ dựng ngược lên như này. Thì lúc ấy sẽ là thiết kế nó có sẽ có hệ thống chân cọc rằng dây ấy, là sẽ treo ngược quả 40 này, ôm cua 5 quả một bên là treo ngược xuống để tính độ phủ. Đấy. Thì lúc này thì nếu mà như bộ này thì Miu có thể chia ra làm 2 bộ, nhưng nếu bác nào lấy nguyên cả combo này thì đôi súp sẽ để dưới đất, còn đôi 40 kia Miu sẽ để tạo cho cái tiếng micro nó dày, sẽ biến thành thể trung trầm giải cao để cho tăng tiếng micro cũng như tăng độ phủ của combo này. Đấy. Thì Miu đang thực hiện là mới nghe có một đôi thôi. Đấy. Gọi là bật nhỏ thôi. Nhưng độ phủ của nó đã là một chiếc này. Chi phí để độ phủ của nó là 150m2 à. Quá lớn luôn. 150m2. Đấy. Anh em nhìn độ chất nó này, tất cả khớp nối với nhau. Ui giời, mới quá anh em nhá. Mới lắm nhá. Chi phí của bộ này thì chắc chắn là sử dụng 2 con đẩy 4 kênh là xong thôi. Tiếng quá hay luôn. Về giá của cả combo này thì xin thưa với toàn thể quý khán giả anh em là nếu theo giá mới của nó thì gần 1 tỷ, sấp xỉ 1 tỷ. Nhưng mà giá hàng bãi dùng lướt thì Miu bán chỉ còn 1/4 thôi. Tức là chi phí cả bộ này chưa tính phần công suất, chỉ tính 5 đôi tay, một đôi súp và 2 đôi súp, 5 đôi tay và 2 đôi súp. Chọn gói cho combo này, bác nào đầu tư có nhà hàng khách sạn đầu tư là Miu sẽ tính toán nó rơi vào khoảng 250 củ. Chọn gói cho anh em nào đầu tư. Thì hôm nay chỉ giới thiệu và tiếp thị giới thiệu với anh em về cái combo này là có hàng về thôi. Anh em nhanh tay alo gọi điện cho Hiền Miu sớm để sẽ sở hữu được một cái combo Laia Zai đỉnh cao của GB Mỹ này. Còn nữa thực hiện giới thiệu vậy thôi.